Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm một món nước lẩu gà nhưng mà kiểu mới nhé, kiểu này ăn thì rất ngọt các bạn và ngon nhé. Để chuẩn bị cho nước lẩu gà nhé, thì các bạn chuẩn bị cho mình độ 2 bắp ngô ngọt nhé. Đây là ngô ngọt mới đấy các bạn, mình vừa mới té ra. Các bạn bỏ hết các cái diềm này đi, những cái dâu riết các bạn bỏ đi nhé, vì cho nước ngẩu của mình nó ngọt đấy. Khoai, các bạn có thể dùng khoai lang tùy theo mình ăn nhiều hay ít nhé. 2 quả ớt, độ 3 củ sả thôi các bạn ạ. Đây là sả tươi mình vừa ngắt xong. Và 1 củ gừng, 1 củ hành thơm, các bạn có thể nướng gừng và hành thơm lên cho thơm nhé. Và 2 cả cà chua nữa. Và các gia vị nữa sau thì mình sẽ hướng dẫn tiếp nhé. Và thịt gà, các bạn có thể dùng với thịt gà cũng được hoặc thịt bò nhé. Bây giờ mình sẽ thái những cái này trước. Khoai thì tùy theo nhé, các bạn ăn nhiều thì mình có thể cho độ 3-4 củ nhé. Đây, mình đầu mình cho 2 củ và 2 bắp ngô ngọt. Các bạn sắt khúc ra. Người có ngô ngọt ấy, thì mình ăn lẩu gà nó rất ngọt và ngon nhé. Đây các bạn. Các bạn mà muốn ăn trứng vịt lộn ấy, thì mình có thể cho trứng vịt lộn đấy nhé. Nhưng với mình thì ăn trứng vịt lộn thì nó hơi tanh nên là mình không muốn cho ấy. Đây các bạn cho mình 2 quả ớt nhé. Các bạn loại bỏ hết hạt ra cho mình. Các bạn đập dập cho mình mấy cái tỏi nhé. Và mình bóc vỏ đi. Và mình cho vào nồi nước nhé. Đây các bạn đập cho dập cho mình và tỏi mình cho vào nồi nước dùng nhé. Ăn lẩu nó ngon hay không ấy, là do cái nồi nước dùng của mình nấu ấy nó có đủ gia vị hay không, hợp với không các bạn nhé. Hành các bạn cũng đập dập cho mình nhé, các bạn nướng qua đi nhé, mình nướng hôm nay không được đen lắm. Rồi, các bạn thả hết vào nồi lẩu cho mình nhé. Gừng các bạn cũng đập dập cho mình. Lẩu gà thì các bạn phải có gừng, mà kể cả bất cứ nồi gì các bạn nên cho 1 củ gừng vào thì nó rất thơm và ngon hơn. Sả các bạn cũng đập dập cho mình thôi nhé. Sả của mình sả tươi nên là nó bé thôi nhưng mà nó cũng rất thơm rồi. Và cà chua thì các bạn bổ cau cho mình nhé. Với làm nồi nước lẩu này thì quá ngon luôn các bạn ạ. Ngọt ngon đậm đà. Và các bạn chỉ cần cho nước hầm xương nữa vào là mình sẽ có một nồi lẩu thôi. Hoặc là các bạn có thể mình nấu với cái cánh gà ấy, hoặc là cánh chân gà cổ thứ ấy, thì mình cho vào nồi nước lẩu này được các bạn ạ. Nếu không có nước hầm xương nhé thì các bạn có cho như thế cho mình. Rồi. Đây các bạn có thể cho gói vị thuốc bắc vào nhé, để mình làm cho nồi lẩu của mình nó ngon hơn nhé. Và bây giờ mình sẽ cho nước hầm xương vào các bạn ạ. Các bạn cho mình nước hầm xương vào nhé. Mình cho nước hầm xương vào. Rồi bây giờ mình sẽ cho gia vị nữa vào thì là các bạn cho mình 1 thìa đường này. Đấy, các bạn nhìn thấy nồi nước hầm là nước lẩu của mình rất màu sắc và ngon nhé. Và các bạn cho mình 3 thìa mắm đây, rót ào mất khoảng được 1 thìa rồi. Độ 3 thìa mắm các bạn nhé. Và mình cho một canh nữa. Nước hầm xương mà chưa có gì ấy, thì các bạn nếm cho nó vừa phải nhé. Và mình không thể thiếu rượu được các bạn ạ. Các bạn cho mình độ 1 chén rượu nhé. Chén rượu con thôi. Hoặc ly rượu các bạn ạ.
bạn cho mình nước cốt chanh nữa nhé. Các bạn có thể cho cả nước cốt quất vào cũng được nhá, thay chanh bằng quất các bạn nhé. Với mùa này khi mình ăn Tết xong ấy, nó rất nhiều quất thì mình thích hương vị của quất ấy, nên mình cho một quả nước cốt quất nhé. Quất nó thơm hơn chanh các bạn ạ. Đây các bạn, như vậy là mình đã xong một nồi nước lẩu đấy của gà đấy các bạn. Rất nhiều thứ trong cái nồi nước lẩu này, rất thơm và ngon nhé. Bây giờ mình sẽ cho lên bếp mình nấu lên là mình sẽ có được một nồi nước lẩu nhé. Đây các bạn, để ăn kèm với nước lẩu lẩu gà nhé. Đây là mình tên là chặt nửa của một con gà các bạn nhé. Và ăn kèm với nó là ăn với các bạn rau các bạn nhé. Thì với ăn lẩu gà ấy, thì mình không thể thiếu được là ngải cứu các bạn ạ. Cho ngải cứu vào nước lẩu gà sẽ tắt đi cái mùi tanh của gà nhé. Và các bạn có thể ăn với cải cúc, xà lách hoặc các loại rau thơm khác nhé. Nhưng nhà mình hôm nay mình ăn với cải cúc. Đây là cải cúc các bạn nhé. Và ngải cứu và xà lách các bạn nhé. Mình sẽ đi rửa sạch các loại rau này nhé. Thì các bạn chỉ cần đun cho cái nồi lẩu này của mình nhé, nó sồi và chín ngô và khoai nhé, là các bạn có thể có một nồi nước lẩu rồi. Khi mình ăn Tết ấy, xong ấy, thì nó rất nghi ngá, các bạn chỉ cần với một ít rau các loại ra và mình có một nồi nước lẩu ngon là mình có thể khách đến lúc nào ấy là sẵn, thế là mình dùng thôi. Nồi nước này rất thơm và ngon các bạn nhé. Khi các bạn làm các loại nước lẩu ấy, thì các bạn có củ khoai hoặc là bắp ngô vào thì nước lẩu của mình nó ngon hơn rất nhiều, nó có vị ngọt của hoa quả ấy, ngọt của ngô, của khoai và cà chua nhé. Màu sắc của loại nước lẩu các bạn nhìn thấy không, rất đẹp và ngon nhé. Các bạn cứ đun sủi cho mình các gia vị xong ấy, xong mình nếm vừa và khi có khách đến ấy, hoặc là gia đình mình ăn ấy, là mình cứ thế là đặt lên bếp là mình nhúng thịt gà và các loại rau vào là được thôi. Nếu bạn nào mà muốn ăn với trứng hột hoặc hột trứng vịt lộn ấy, thì các bạn có thể cho hột với trứng vịt lộn vào thêm nhé. Và khi nồi nước sủi thì các bạn có thể đến thêm nhé. Vì nhiều lúc nước xương hầm xương ấy, các bạn có cho mặn hay nhạt là tùy theo nhé. Và sau đó thì mình vừa nãy mình đã cho thêm mắm rồi đấy. Ngô ngọt hôm nay là mình mua ngô ngọt nó hơi lon các bạn ạ. Nhưng mà nếu mà dùng vào như hầm thế này thì mình dùng ngô ngọt lon như thế này thì nó rất ngọt các bạn ạ. Nếu mà già quá thì ăn cũng không ngọt đâu. Rất ngọt nước, mình ăn nước là chủ yếu mà. Mình kiểm tra xem nước hầm của mình vừa chưa nhé. Nước lẩu. Đây nè, thêm một chút canh nữa. Vì khi nước lẩu này thì các bạn nấu hơi đậm một chút nhé, vì sau đó mình còn cho rau và thịt vào nữa mà. Các bạn cứ ninh cho mình tầm độ 20 phút như thế này để cho củ quả chín là được nhé. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách làm món nước lẩu để ăn lẩu gà các bạn nhé. Với kiểu ăn lẩu mới này là rất ngon nhé. Chúc các bạn thành công với cách làm nước lẩu gà kiểu này nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình nhé. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình nhé. Ẩm thực miền quê nhé. Mình xin dừng video tại đây các bạn nhé.